tối 26 tháng 10, hơn 250 diễn viên của dở thực cảnh tinh hoa cờ bô đã có mô tờ đêm đi nở thăng qua trên sông U tờ cờ lơ nợ tờ di tờ nam, đóng chào qua nhờ cờ dơ đi nở cờ sang năm thư ba phu cờ du công chúng. Một cảnh trong dở diễn tinh hoa bắc bộ. Sau khi nhìn lại những cột mốc đáng nhớ của giữa diễn trong năm qua, gần 2.000 khán giả đã cùng thắp lên những ánh đèn lát lung linh và hát gian bài ca chúc mừng sinh nhật. Sau đó, khán giả tiếp tục được trải nghiệm đầy đủ dở diễn với sự biểu hiện một mạc, sống động của những nghệ sĩ nông dân đoàn kết với âm thanh, ánh sáng hiện đại. Hành trình 2 năm chinh phục khán giả trong nước và quốc tế, tinh hoa Bắc Bộ hiện đã biến thành đặc sản du lịch của Hà Nội. Hơn 150.000 lượt khách, trong đó có 90.000 khách quốc tế đã lựa chọn tinh quang Bắc Bộ là điểm dừng chân trong hành trình khám phá văn hóa Việt Nam gần 2 nghìn khán giả có mặt trong đêm diễn Tinh Hoa Bắc Bộ tròn 2 tuổi. Tinh Hoa Bắc Bộ là vở diễn thực cảnh đoàn kết các yếu tố bình dân truyền thống, nhưng vẫn giàu tính giải trí, trình bày theo một phong cách hiện đại, sáng tạo. Sân khấu vở diễn thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ nằm ngay dưới chân núi Thầy xã Sài Sơn, Quốc Gai, Hà Nội, trên mặt ao nước rộng 4 trăm m vuông từ câu chuyện về thiền sư từ đạo hạnh giở diễn thực cảnh này được sản xuất thành 6 phần thi ca cõi phật hoài cổ nhạc hội ăn vui ngày hội Tinh Quang Bắc Bộ từng nhận hai kỷ lục Vunet Việt Nam là sâu diễn có sân khấu mặt nước lớn nhất Việt Nam và sâu diễn có số lượng diễn viên là nông dân đông nhất Việt Nam, giải tiến thưởng Tejai Agor Châu Á-Thái Bình Dương năm 2018, chứng chỉ dịch vụ xuất sắc 2019 của Tri Bác Di so, chương trình biểu diễn văn hóa thực cảnh hàng đầu 2019 tại Hàn Quốc và được truyền hình bình chọn là dở diễn nhất định phải xem khi đến Hà Nội.